Lúc mà mình biết đó là mình nhận được visa du học chỉ trong chưa đầy 1 tiếng đó, thì mình thật sự rất là bất ngờ. Tại vì mình lại không nghĩ là mình lại có kết quả nhanh tới như vậy. Xin chào các bạn, mình tên là Thiên Phúc. Mình vừa nhận được visa du học và học bổng 10% tại Đại học Canberra, Úc. Mình chọn thành phố Canberra bởi vì theo mình tìm hiểu và theo kiểu như là được tư vấn thì thành phố Canberra là một thủ đô và cũng là một nơi rất là đáng sống. Mình chọn trường Đại học Canberra là bởi vì theo như được tư vấn của các chị và theo như tìm hiểu của mình đó, thì trường Đại học Canberra là một trường rất là trẻ và trường rất là năng động và trường tập trung vào cái mảng thực hành. Và theo cái ngành học của mình là mình học ngành Science và ngành Education, thì cả hai ngành đều rất là cần được trải nghiệm nhiều và được thực tiễn nhiều. Mình quyết định chọn cái double degree là Science và Education. Thì khi mà mọi người nghe là mình chọn cái double degree này, họ rất là ngạc nhiên, bởi vì là hai ngành này dường như là không có liên quan việc gì với nhau hết. Một ngành là tự nhiên, một ngành là xã hội. Nhưng mà thực ra thì cả hai ngành này đều là cái đam mê của mình từ lúc mà mình còn học cấp 3. Đó là lúc mà mình học cấp 3 thì mình có một niềm yêu thích rất là lớn đối với môn khoa học, điển hình là môn hóa. Và khi mà mình lên học đại học á, thì mình lại chọn cái con đường là làm giáo viên, nhưng mà mình chọn làm giáo viên môn tiếng Anh. Thì sau 1 năm học ở trường thì mình cảm thấy là mình cần phải tìm một cách nào đó để kết hợp cả hai cái đam mê, là vừa là giảng dạy, vừa dùng tiếng Anh mà vừa phải học được về khoa học. Nên là qua đó thì mình đã tìm được cái double degree này của trường Đại học Canberra và mình quyết định mình apply cho cái double degree này. Mình cũng muốn gửi đến các bạn là khi mà mình làm cái việc gì mà mình yêu thích, hay là mình làm những cái công việc bất cứ việc gì, thì mình nên cố gắng tìm cái đam mê, tìm cái niềm vui trong cái việc đó, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có thêm động lực để hoàn thành nó thật tốt. Và em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới với Du học Séc vì đã giúp đỡ em và gia đình rất nhiều trong thời gian mà em làm thủ tục đi du học. Em xin được chúc Du học Séc là sẽ càng ngày càng phát triển và thành công, cũng như là một trong những lá cờ đầu trong cái ngành tư vấn du học.